Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu chia sẻ việc mẹ bị bệnh nặng, sáng ra sân bay, chiều về Hội An chăm sóc phụ huynh, trọn chữ hiếu nhưng cũng không dám chậm trễ công việc. Vy gần như là ở trong bệnh viện với mẹ, vẫn cố gắng để mà hoàn thành công việc, quay quảng cáo để dự các event từ sân bay đi về lại bệnh viện. Trong một buổi phát trực tiếp, Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu tiết lộ việc mẹ ruột bị bệnh nặng và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Suốt khoảng thời gian đó, người đẹp dù bận rộn lo cho phụ huynh nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Trong livestream về chủ đề Tết hạnh phúc cùng các hoa á hậu nổi tiếng như Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Phương Nhi, Dì Dung bất ngờ tiết lộ việc mẹ ruột của Tiểu Vy bị bệnh nặng mà suốt thời gian qua cô nàng giấu kín, chẳng tiết lộ với khán giả hay truyền thông. Khi vừa nhắc đến phụ huynh, người đẹp đã khóc nức nở không dừng. Bà Trùm Hoa hậu cho biết, khi đang họp thì số điện thoại của mẹ Vy gọi đến cho mình nhưng mình không thể bắt máy. Đến khi mình gọi lại thì người bắt máy lại là dì của Vy và cho biết mẹ của Vy đang cấp cứu trong bệnh viện. Vy phải bay về gấp. Những tháng ngày sau đó, Tiểu Vy phải ở trong bệnh viện với mẹ. Đến lịch làm việc lại bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, rồi hết việc lại bay ra Hội An để chăm sóc mẹ. Nàng hậu sáng ra sân bay để vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, chiều lại về Hội An chăm sóc mẹ. Dân tình có thể thấy người đẹp cố gắng sắp xếp thời gian để ở cạnh phụ huynh nhưng vẫn hoàn thành công việc không làm trễ tiến độ của các đối tác. Trước đó, cuộc trò chuyện ngắn của hai mẹ con đã khiến cho mọi người tại trường quay ai nấy cũng đều xúc động. Khi ekip gọi điện thoại cho phụ huynh Tiểu Vy, cô nàng không nức nở hỏi thăm rằng mẹ đi khám cái tay chưa, bác sĩ nói sao, mẹ đau thì mẹ nói nhé, đừng có giấu con, tối nay con về quê với mẹ. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy được khán giả yêu mến không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn ở tính cách thân thiện và tấm lòng nhân ái. Cô nàng quyết định nam tiến để phát triển sự nghiệp nghệ thuật, có nhiều cơ hội khẳng định bản thân nhưng đổi lại người đẹp và chấp nhận sống xa gia đình. Trước đó, Tiểu Vy từng khiến khán giả xót xa khi nhớ nhà đến bật khóc tham gia chương trình Muốn ăn phải lăn vào bếp do Trường Giang làm chủ sĩ. Nàng hậu ghi điểm với sự giản dị và năng động, cô nàng nhiệt tình hỗ trợ nam danh hài nấu ăn, khuôn mặt mọc xinh đẹp nhận về nhiều lời khen ngợi. Chứng kiến khoảnh khắc nghẹn ngào của nàng hậu, Trường Giang hài hước treo cầm chai nước mắt. Nam danh hài tâm sự ở tuổi đôi mươi, anh cũng một thân một mình theo đuổi đam mê nghệ thuật như Tiểu Vy. Tuy nhiên, nàng hậu may mắn hơn Trường Giang khi còn có mẹ ở trên đời. Anh rất ngưỡng mộ khi Tiểu Vy còn trẻ đã trở thành hoa hậu một quốc gia và chịu áp lực khổng lồ từ chiếc vương miện. Trước đó, khi nhận được nhiều lời khen ngợi có cánh cho nhan sắc xinh đẹp, nàng hậu tâm sự điều làm cô cảm thấy tự hào nhất không phải vẻ ngoài hoàn hảo mà chính là những đường nét thừa hưởng từ bố mẹ. Tiểu Vy đã chia sẻ rằng điều Vy tự hào nhất trên gương mặt của mình không phải là có ngũ quan tỷ lệ vàng mà nhìn vào gương mặt mình sẽ thấy đường nét của bố của mẹ hiện lên trên đó. Mỹ nhân xứ Quảng nổi tiếng với vẻ đẹp ngày càng mặn mà và theo thời gian chuẩn gu người Việt, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 18 tuổi nhưng chưa từng có một lần nào Tiểu Vy nhận được những tranh cãi về nhan sắc của mình. Bên cạnh đó, cô nàng còn được khán giả yêu mến bởi sự mộc mạc bình dị của mình. Chả cần trang điểm cầu kỳ, Tiểu Vy vẫn toát lên khí chất hoa hậu của mình khi đưa gương mặt người đẹp vào khung tỷ lệ gần như không có tí lệch pha nào. Trần Tiểu Vy rất vui khi đón nhận sự yêu mến của mọi người, nhưng người đẹp cũng không quên để có được một nàng hậu như ngày hôm nay thì tất cả là nhờ công ơn sinh thành của bà mẹ. Nên điều khiến mỹ nhân sinh năm 2000 tự hào nhất đó chính là nhìn đâu trên gương mặt của mình cũng như nhìn thấy phụ huynh ở đó. Khi xem bộ ảnh người đẹp 10X chụp cùng với mẹ, cũng có thể thấy Trần Tiểu Vy sở hữu những ranh trội từ mẹ của cô rất nhiều. Phụ huynh nàng hậu dù chỉ là một người phụ nữ Việt Nam tảo tần bình thường như bao người khác, nhưng đã luôn hỗ trợ tạo điều kiện hết mức cho ái nữ đạt được ước mơ của mình. Hoa hậu Tiểu Vy đã mang đúng tinh thần của một người con gái Việt Nam vì hiếu thảo với cha mẹ, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn và có trách nhiệm trong công việc mà mình đảm nhận. Đây chính là hình ảnh mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam muốn truyền tải đến cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.